cái video này mình sẽ update giá Bitcoin những giờ và ngày tới đây cho bạn. Mình tên là Daniel tới từ Tiên Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Giá Bitcoin ngay bây giờ là 16.800. À, vừa rồi nó lên đâu khoảng 16.870 mấy á. Rồi bắt đầu đi xuống lại. Mình đang ở trong trading view với cái khung 2 giờ. Ok. À, thì đây mình đã vẽ sẵn cho bạn nó đang nằm trong cái cái khung này màu đỏ ở cái hình tam giác thì thường thường mỗi lần mà mình có một cái structure giống như vậy thì lúc mà nó tới cái mũi của nó là nó sẽ bung một là bung lên hai là bung xuống ok để mình đo lường nếu nó bung lên thì nó tới khoảng tới con số nào và bung xuống thì khoảng con số nào thì mình có thể uh, đo bắt đầu ở đây ok để mình à, nếu nó lên nha thì nó nằm khoảng cỡ 17.300 mà nếu nó đi xuống thì à, khoảng 16.000 à, cho là 400 nha ok nếu nó bung xuống ok thì ngay bây giờ nghe thì nó đang vẫn còn nằm trong cái khung màu đỏ này và nó đi à, để mình đo luôn cái này cho bạn khoảng bao nhiêu giờ nữa thì khoảng cỡ nghe một ngày ok một ngày 16 tiếng nữa nghe là nó tới được cái mũi ok thì khoảng là khoảng cỡ một ngày cho hơn một ngày rưỡi chút một hơn một ngày rưỡi chút xíu là nó sẽ bùng một đi lên hai đi xuống ok và dựa theo nó phá vỡ cái khung này ok nếu mà đi xuống chút xíu nghe nó phá vỡ cái khung cái cái lệ cái, cái vành màu đỏ này thì mình biết là nó có cái đà đi xuống nếu mà ngay ngắn hạn mà nó phá vỡ cái ở trên thì là có nghĩa rằng là, là, nó có cái đà đi đi lên. Ok. Và đây mình cũng đã uh, vẽ sẵn cho bạn nghe Need to hold là cái đường này. Cái giá ngay bây giờ ngắn hạn nhất nha, những uh, giây phút và giờ tới đây là 16.770 là nó phải cần giữ cái cái con số đó. Ok, nếu mà nó phá vỡ con số đó thì có nghĩa là nó có đà đi xuống nha. Đây là cái chỗ mà bạn nên quan tâm, cái mốc của nó ngay bây giờ là 16.770. Ok. À, và nếu nó đi lên nha, nếu mà nó quay đầu đi lên nó mà tới cái chỗ 16.770 mà nó chống được mà nó quay đầu đi lên thì đây là cái cái con số bạn nên quan tâm là 17.300. Ok. Và sau đó mà bạn có thể gọi là check mark được rồi á, là xác nhận nó đã ở đây rồi, có nghĩa là nó có cái đà đi lên lại và nếu cái đà đi lên lại con số kế tiếp nên quan tâm là 18.300 cũng giống như những cái video mình chia sẻ trước đây cho bạn. Đúng okay? không Và nếu đi xuống lặp lại một lần nữa là bạn có thể coi nó khoảng cỡ 16.000, khoảng 16.450, Ok là nó khoảng cỡ nó sẽ chạm lại cái đáy cũ của nó vừa rồi à, của ngày 20 à, tháng 12. Ok. Thì đó là cái thông tin mình muốn trao cho bạn à, cho những giờ và ngày tới đây. Ok. Dựa theo nha, nó có giữ được cái móc 16.770 này hay không. Ok, nếu chỗ này mà nó vẫn chống lưng được, có nghĩa là cái đà nó sẽ đi lên chứ không phải là đi xuống. Ok. Mình tên là Daniel tới từ Teen Academy, kinh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Xin chào mọi người.